Xin chào mọi người, ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu mọi người một cái sản phẩm mới, cực kỳ mới mà HT Camera mới mang về phân phối tại Việt Nam. Đó chính là hệ thống cảnh báo va chạm dùng cho xe máy Ride Vision 2. Tại sao là Ride Vision 2? Thực sự tên của nó là Ride Vision, nhưng mà đời model là thứ 2 nên được gọi là Ride Vision 2. Thì cái hệ thống nó gồm có này, đầu tiên là một cái camera phía trước, thứ hai là một camera phía sau này, các bạn thấy đây. Rồi tiếp nữa là các bạn nhìn đây, đây là một cái dải đèn LED được gắn ở hai bên kính chiếu hậu. Thì cái hệ thống này chính là cái hệ thống cho mình biết được là cảnh báo cho mình biết là cái đèn này nó sẽ nháy dừng đó, như vậy. Thêm vào nữa là nó còn một cái hệ thống các bạn nhìn ở trong đây này, cảm biến tốc độ. Và bên trong này nó có một con CPU xử lý. Về cái video mà quay review chi tiết ấy, của cái sản phẩm ấy, thì mình sẽ làm riêng một cái video đó. Còn cái video ngày hôm nay ấy, là để giới thiệu qua cái hệ thống nó như thế nào á, xem các bạn có cảm thấy là gọi là hứng thú với cái sản phẩm mới này cho HT Camera phân phối hay không. Thì bây giờ mình sẽ demo cho các bạn coi thử nó hoạt động như thế nào nhá. Cái này phải chạy thì mới biết được. Đó, hệ thống bắt đầu cảnh báo cho mình biết được là hệ thống đã được hoạt động, kích hoạt. Rồi, bây giờ khi mà mình chạy á, tại sao nó cảnh báo va chạm cho mình biết? Đó, một thằng vượt bên trái. Tí nữa một ông khác nữa vượt bên phải. Các bạn thấy rồi đó. Đó, vượt lên. Thì nó sẽ cảnh báo cho mình biết được là bên trái hay bên phải đang có một cái người, người ta vượt lên. Tránh cái chuyện là các bạn đang chạy xe này các bạn tạt đầu thì rất chi là dễ xảy ra nguy hiểm. Thêm vào một cái nữa là sao, ví dụ như trong quá trình mình chạy xe như này nha, mình đang chạy đi rất là nhanh này, mà cái khoảng cách của mình đối với một cái xe trước đấy nó rất là gần, thì các bạn cũng nhìn thấy vừa nãy là cảnh báo màu đỏ nó nháy rồi đúng không, là nó sẽ cảnh báo cho mình biết được là mình đang đi quá gần. Đây, ví dụ như ô tô cho các bạn dễ nhìn này, cái kêu nó thắng đúng không? Đó, đấy, hệ thống đã cảnh báo cho bạn nghe nhìn thấy rồi đó. Rồi, thế cái hệ thống này á, là nó được cái hãng Ride Vision của Israel do hai người biker có rất nhiều kinh nghiệm chạy xe máy nghiên cứu ra để làm sao giảm thiểu tối đa cái nguy cơ va chạm cho xe máy trong quá trình họ chạy xe. Thì họ tính ra cái xác suất từ phía sau đi lên và từ phía trước đập. Về cái việc mà sản xuất hệ thống cảnh báo va chạm cho xe máy á, nó cực kỳ khó so với trên ô tô. Vì con này nè, nó nghiêng trái, nghiêng phải rồi lên xuống này, rồi rô này, đó. Thì cái hệ thống này nó được phát triển trên kinh nghiệm của hai người biker của hãng Ride Vision. Nó sử dụng hai cái camera, một cái camera trước và camera sau, phân tích hình ảnh, phân tích cái tốc độ từ cái cảm biến sensor đưa lên, rồi phân tích về cái độ nghiêng, phân tích về cái tay lạ, cái việc mà các bạn lái xe để đưa ra cái cảnh báo nó phù hợp. Chứ nó không giống như cái hệ thống cảnh báo bằng radar, khi mà các bạn sử dụng cái cảm biến radar ví dụ như trên xe hơi hay là trên những cái dòng xe cao cấp của Ducati chẳng hạn, thì chỉ cần cái xe mà đi vào cái vùng quét của radar đó, hệ thống nó sẽ tự động nó cảnh báo. Nó làm cho các bạn sẽ mất tập trung khá chi là nhiều, kể cả cái xe đang đứng như này thôi, nhiều khi nó cũng sẽ cảnh báo cho các bạn biết. Còn đây là hệ thống sử dụng hình ảnh và sử dụng trí tuệ nhân tạo đưa ra những cái cảnh báo nó phù hợp để làm sao không làm ảnh hưởng cái cảm giác, cái sự tập trung của người lái xe. Nó chỉ giúp các bạn là hạn chế cái nguy cơ mà va chạm trong quá trình các bạn dùng xe thôi, chạy xe thôi. Đấy. Và đặc biệt
nó có camera lên nó ghi lại được toàn bộ cái quá trình các bạn chạy xe như thế nào. Nếu như mà các bạn xảy ra va chạm, cái đó cũng chỉ giúp các bạn là có một cái bằng chứng để chứng minh. Còn nhiều khi trên các bạn chạy tour đúng không, các bạn sợ xảy ra cái vấn đề liên quan đến luật pháp, do có ông nào chạy mô tô mà chạy đúng tốc độ đâu đó, thì cái hệ thống này các bạn có thể xóa tắt luôn cái video cũng được. Đó, cảnh báo. Thì khi mà các bạn, cái hệ thống này nó hoạt động rất chi là hữu ích nha. Nó không gây ra phiền toái, nó sử dụng công nghệ AI. Dù mình có đi ở trong cái môi trường mà tắc đường hay là giao thông phức tạp như ở Việt Nam, nó đều không có gây ra ảnh hưởng bất kỳ cái vấn đề gì cả. Nó hiểu. Và các bạn chạy mà zig zag, gọi là đánh võng đó, lạng lách đó, thì cái hệ thống nó cũng không có cảnh báo, nó hiểu được là cái người lái xe đó họ đang chạy như vậy, và nó cũng sẽ không cảnh báo. Thế còn khi mà các bạn chạy ở trên đường, chạy tour tốc độ cao, thì cái hệ thống nó sẽ cảnh báo xa, rất chi là xa, 20 mấy mét nó đã cảnh báo cho các bạn rồi. Và cái việc mà nó cảnh báo như vậy á, là để cho mình có đủ cái thời gian các bạn reaction, phản ứng. Đó. Đấy, có người lên, không sót một người nào nha, không sót một mục tiêu nào đó lên, là nó cảnh báo cho mình liền ở trên này, để mình được có quẹo. Cái hệ thống này nó sẽ đưa ra luôn cho các bạn những cái thông số liên quan đến tốc độ này, liên quan đến độ nghiêng này, rồi bao nhiêu lần hệ thống nó phát ra cảnh báo va chạm. Đấy, nó lưu lại hết. Rồi cái map, gọi là cái quãng đường ấy, cái con đường các bạn chạy như thế nào, nó đều có data ở trong cái app đó. Các bạn chỉnh được cái độ nhạy medium, high, rồi low. Hiện tại là mình đang để chế độ là high này, để giúp cho các bạn hình dung được là cái hệ thống nó hoạt động như thế nào, chứ mình không muốn để nó low xuống. Đây, các bạn nhìn là một bạn này đó, nhìn gương trước họ lên báo liền. Bây giờ mình sẽ thử đi ra ngoài Mai Chí Thọ, mình làm một cái video ngắn. Cái video này là mình sẽ không có muốn cắt ghép nó, vì cắt ghép thì các bạn hiểu rồi đó, các bạn sẽ rất chi là khó hình dung. Vì cái việc mà các bạn, mình chạy trên đường này, nó có nhiều cái tình huống mà mình muốn các bạn được thấy được từ cái lúc nó hình thành đến khi mà nó phát ra tín hiệu, nó sẽ như thế nào. Thì hệ thống Ride Vision này các bạn sẽ lắp ở trên xe máy. Thường thì các bạn có thể lắp được ở nhà, còn nếu như mà các bạn cảm thấy nó khó khăn thì các bạn có thể mang ra ngoài tiệm, những cái đại lý của mình, các bạn ấy sẽ lắp cho các bạn và thêm một cái phần gọi là tiền cà phê. Bảo hành thì 1 năm, chống nước thoải mái nha, đi nước thoải mái, hệ thống hoạt động được này. Với trời mưa ở đây á, thì các bạn cảm thấy trời mưa đó nó đủ an toàn để các bạn chạy xe thì các bạn dùng đó, nó là như vậy. Chứ còn mưa không nhìn thấy gì thì nó cũng sẽ không nhìn thấy đâu, tại vì đây là một cái hệ thống nó sử dụng camera để nó cảnh báo. Mình muốn đi ra Mai Chí Thọ để nó có nhiều những cái tình huống thêm, cực kỳ nhạy. Nó chỉ có cảm biến bằng hình ảnh thôi, bằng led này thôi, chứ nó không có tiếng bíp bíp. Cái hệ thống này nó còn một cái phiên bản nữa là phiên bản Pro. Phiên bản Pro thì nó sẽ giúp cho các bạn là, ví dụ như bạn cài vào đây một cái số điện thoại của một cái người nào đó, thì trong quá trình mà bạn chạy tour, nếu bất kỳ một vấn đề gì nó xảy ra, nó sẽ cảnh báo, nó gọi về cho người thân của các bạn. Ví dụ như bạn té ngã, cái video đó nó được lưu lại ngay lập tức, và nó sẽ gọi cho cái người thân của các bạn, ABC đó, theo cái lời mà các bạn ghi âm từ ban đầu, nó sẽ gọi về, nó sẽ gọi về cho mọi người. Và cái hệ thống này khi mà các bạn sử dụng là nó đấu vào bình, nên khi mà mình chỉ cần mở khóa xe lên thôi là hệ thống nó tự động kích hoạt.
Video thì nó sẽ lưu vào trong cái bộ CPU đó. Trong bộ CPU đó thì nó sẽ lưu được đâu hình như nếu mà mình đọc không lầm là 64GB. Và nó là quay đè, nó ghi đè. Nó sẽ ghi đè lại. Thì cái video hôm nay chủ yếu là để mình show đến cái cách hoạt động của cái hệ thống này. Chứ mình không muốn làm cái video đập hộp ngay từ lúc ban đầu, vì cái hệ thống mà các bạn chưa có hiểu được là nó hoạt động ra sao. Nhiều khi mình mở ra mình nói các bạn cũng không hiểu được. Thì bây giờ mình cho các bạn coi thử cái cách hoạt động của hệ thống á. Thì cái camera trước nó sẽ tính toán là cái mức va chạm với cái xe đi trước, cái camera phía sau, để nó cho mình biết được là có xe nào đang vượt lên hay không. Chứ mình đang chạy xe như thế này thì mình đảm bảo là mình đâu có cái con mắt thứ ba đâu, nó gọi là third eye đi, đó đúng không, con mắt thứ ba. Thì bây giờ mình sẽ chạy ra Mai Chí Thọ để mình test cho các bạn coi thử về cái hệ thống nó hoạt động. Các bạn chạy nhanh, càng nhanh á thì nó cảnh báo càng xa. Còn các bạn chạy chậm thì nó cảnh báo gần. Rồi vật thể nữa, xe máy nó cảnh báo gần, còn ô tô nó cảnh báo xa. Tại vì nguyên lý là ví dụ như xe máy này các bạn chỉ cần nghiêng người cái, nhích cái rồi là các bạn có thể thoát được khỏi cái giải nguy hiểm rồi. Còn ô tô á, thì cái xe nó lớn. Thì nó sẽ không có cảnh báo. Vừa nãy nhiều người bảo sao nó không cảnh báo, tại mình bóp thắng. Nó nhìn mình bóp thắng, mình bóp thắng là sẽ không cảnh báo. Bóp thắng là nó sẽ biết à mình đang giảm tốc độ. Còn này đó, cảnh báo đó, thấy không? Cái đèn LED này mình cũng có thay đổi được độ sáng của nó nha. Ban ngày, rồi ban đêm, rồi mỗi một cái này thì nó lại có những cái mức độ cảnh báo khác nhau, cái độ sáng khác nhau, rồi cái độ nháy khác nhau nữa. Khá gì là hay. Mình thì phân phối thằng nếu mà các bạn có tìm hiểu thì hệ thống mà cảnh báo va chạm Mobile Eyes, Mobis thì phải, Mobile Eyes mình không nhớ tên, cũng của thằng Israel đó, nó làm cho ô tô. Rồi mình lại làm cho các đô phân phối cũng là của Israel. Rồi hôm nay mình lại làm thêm cái hãng này nữa, lại của Israel nữa. Mình công nhận là đồ của họ làm cực kỳ chất lượng. Con này là toàn bộ công nghệ là của Israel, nhưng mà nó được sản xuất lắp ráp ở Đài Loan nha, chứ không phải là của ở Đài Loan đó. Có khá nhiều, có một số hãng của Trung Quốc họ cũng chào hàng mình về cái hệ thống mà cảnh báo va chạm này. Nhưng ví dụ như thằng Inop chẳng hạn, nhưng mà nó là dùng radar. Mình thì mình đã tìm hiểu về cái những cái phần mà gọi là gì ta, hạn chế, những cái bề cái mặt hạn chế của sử dụng cảm biến radar trong cái việc mà cảnh báo va chạm á, mình đã tìm hiểu rồi. Mình không thích bằng radar. Và cảm biến va chạm của thằng Inop á, thì nó lại chỉ có ở phía sau thôi, nó không có ở phía trước. Rồi nó lại không có video. Khi mà mình quay video thì mình sẽ đây là mình đi vào trong này là để mình test, ví dụ như buổi tối cho các bạn nhìn đấy, chiếu sáng đấy. Đấy, đấy, cuối, đấy đúng không? Đây là một cái video mình không cắt, chủ yếu là để, ôi mẹ ơi, quá quá cả mắt rồi. Tại mình đang để cái chế độ gọi là chế độ độ nhạy rất là cao, phải có người vượt lên này mình biết được luôn. À.
mình lắp trên con Nuvo NVX của mình. Chắc đây là con Nuvo NVX thông minh nhất thế giới mà. Tại vì đây là con đầu tiên ở Việt Nam. Hãng gửi về cho mình hai bộ để mình test là từ tháng 5 rồi, từ tháng 4 rồi. Nhưng mà mình chưa có công bố đến cho mọi người biết được về cái video của nó. Mình cũng chưa làm quảng cáo gì cho cái thằng này. Chỉ vì là sao? Mình muốn test à? Mình muốn thật sự trải nghiệm. Nó phải hữu ích, nó phải ổn. Lúc đó mình mới gửi đến với mọi người. Mình lúc đó mình mới chốt hạ là tôi sẽ bán cái sản phẩm này. Còn cái chuyện mà ký kết này nọ thì cứ ký kết thôi. Đấy, mình đang định quẹo đây, đúng không? Mình thấy chị kia lên, đèn nó báo vàng, mình không quẹo nữa. Đấy, nếu khi đang say nói chuyện với các bạn ấy, không biết là video được bao nhiêu rồi. Video nó cũng được 15 phút rồi thì đợi đèn xanh đèn đỏ. Thì chắc là video đã được 15 phút rồi thì mình sẽ ngừng video ở đây nhờ các bạn nhờ. Mình cũng đã test được đây, mình test thêm một chút xíu nữa thì đây, mình sẽ chạy nhanh một chút. Rồi mình sẽ chạy xào chéo một chút. Đấy, nó sẽ nhận diện khác. Nên các bạn chạy với cái hệ thống này, các bạn chạy cảm thấy rất là an toàn, cảm thấy tự tin hơn nhiều. Đấy, trời ơi, nó nhạy lắm, mình không ngờ luôn ấy. Rồi, video đến đây là kết thúc nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở cái video kế tiếp. Video kế tiếp mình sẽ hướng dẫn thêm về độ, gọi là một cái video review đập hộp em nó. Nó gồm những cái chi tiết nào và cái cách cài đặt của nó ra sao, lắp đặt của nó như thế nào nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các cái video kế tiếp. Bye bye.